Theo ông Lương Minh Thông, bí thư huyện ủy Mường Lát, Thanh Hóa, chiều ngày 25 tháng 5, lực lượng chức năng đã tìm thấy ba thi thể nạn nhân là Vàng Thị Sông, sinh năm 1990, cùng hai con nhỏ là Giàng Thị Xây, sinh năm 2009, Giàng A Mang, sinh năm 2011. Hiện nay, xác anh Giàng A Sùng, sinh năm 1988, vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi nhận được thông tin về trận lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của bà con ở bản Suối Lóng, lãnh đạo huyện Mường Lát đã lập tức điều động lực lượng chức năng vào hiện trường khắc phục hậu quả trận lũ. Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát đã huy động hàng trăm người là cán bộ huyện, công an huyện, bộ đội biên phòng đồn biên phòng Tam Trung, dân quân tự vệ xã Tam Trung và người dân địa phương đi dọc Suối Lóng, hai bên bờ sông Mã qua địa bàn xã Trung Lý, Mường Lý để đào bới đất đá tìm kiếm tung tích thi thể nạn nhân. Trong ngày hôm nay 26 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát tiếp tục cử cán bộ xuống các xã Trung Lý, Mường Lý thuộc huyện Mường Lát, Trung Sơn thuộc huyện Quan Hóa dọc sông Mã phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để tìm kiếm thi thể cuối cùng trong gia đình nạn nhân.